Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Học sinh Việt Nam xếp thứ nhì tại cuộc thi Olympic hóa học quốc tế. Người mua vàng SJC phải có tài khoản ngân hàng. Lừa đảo hỗ trợ xác thực sinh trắc học sẽ là nội dung của lời cảnh báo trưa nay. Triển vọng của mô hình nuôi cô đồng sinh sản ở Hà Tĩnh. Tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh, 5 công nhân thiệt mạng. Nhà kho chứa nhang trầm ở Khánh Hòa cháy lớn trong đêm. Bắt 3 đối tượng người nước ngoài giết tài xế cướp xe taxi tại Quảng Ngãi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic hóa học quốc tế AJO năm 2024. Theo đó, 4 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 2 trên 89 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. 3 học sinh giành huy chương vàng gồm Nguyễn Hữu Tiến Hưng, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Giáp Vũ Sơn Hà, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Trần Đăng Khôi, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội. Huy chương bạc thuộc về em Đỗ Phú Quốc, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam. Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 56 được tổ chức từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại Ả Rập Xê Út với tổng số 327 thí sinh dự thi. Trong bảng tổng sắp huy chương so với các đội tuyển quốc gia khác thì đoàn Việt Nam xếp đồng hạng 2 với đoàn Hoa Kỳ và chỉ xếp sau đoàn Trung Quốc. Cũng là thông tin vui về việc thí sinh của nước ta tham dự các cuộc thi quốc tế. Đó là nam sinh Ly Mỹ Cường, dân tộc Mông, sinh năm 2005, trú tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vừa xuất sắc đoạt quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ 2024 diễn ra tại Trung Quốc. Giải thưởng Thanh Âm, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Chiết Giang, Trung Quốc, là cuộc thi được bảo trợ bởi nhiều hệ thống nhạc viện, trường đại học sư phạm, đại học quốc gia, trường nghệ thuật tại Trung Quốc và quốc tế. Cuộc thi có gần 600 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự ở đa dạng các bảng thi chuyên nghiệp như thanh nhạc, sáng tác, hoặc biểu diễn nhạc cụ như piano, guitar, thanh nhạc, hợp xướng, thính phòng, nhạc cụ dân tộc. Đoàn Việt Nam có 9 thành viên tham dự, trong đó tỉnh Hà Giang có 1 thí sinh tham gia là Ly Mỹ Cường. Kết quả, Cường đã đoạt quán quân bảng chuyên nghiệp nhạc cụ dân tộc. Đây là thành tích đáng tự hào của đoàn Việt Nam và tỉnh Hà Giang. Với cá nhân của Cường thì em đã nối dài thành tích của mình trong năm nay, khi trước đó chàng trai người Mông cũng đoạt quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Trung Quốc Singapore lần thứ 18 tổ chức vào tháng 2. Một thông tin mà người dân có dự định mua vàng miếng SJC cần lưu ý đó là ba ngân hàng Vietcombank, BIDV và Agribank vừa phát đi thông báo từ nay, người dân muốn đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng và tài khoản đáp ứng điều kiện đang hoạt động. Ngoài ra, số tiền trên tài khoản tại thời điểm đăng ký mua vàng phải đủ để thanh toán cho số lượng vàng đã đăng ký. Trường hợp người dân có nhu cầu mua vàng miếng tại ngân hàng mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì có thể mở tài khoản online hoặc đến quầy giao dịch để được ngân hàng hướng dẫn. Hiện cả 4 ngân hàng này đều chỉ giao dịch vàng miếng với người dân thông qua kênh đăng ký mua online vào buổi sáng và sẽ hoàn thành giao dịch mua tại địa điểm giao dịch vào buổi chiều cùng ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo. Ghi nhận trong sáng nay, cùng với giá vàng thế giới giảm trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, giá vàng miếng SJC trong nước cũng giảm so với chốt phiên hôm qua. Cụ thể, tại thời điểm gần 10 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC
công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức mua vào là 77 triệu đồng một lượng và bán ra 79 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Về tình hình đánh bắt hải sản, hàng năm từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch là mùa cao điểm đánh bắt cá mối của ngư dân Khánh Hòa. Trong những ngày qua thì thời tiết thuận lợi, các tàu đánh bắt của ngư dân tỉnh này đã trúng đậm cá mối. Những ngày này, tại cảng cá dân sinh Cửa Bé thuộc phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, không khí rất nhộn nhịp khi các tàu đánh bắt của ngư dân trở về với đầy ắp cá mối. Với giá bán trên dưới 35.000 đồng một ký đã mang về nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân sau chuyến đi biển. Cá mối là loại cá ít xương, nhiều thịt, thường dùng để làm chả hoặc phơi khô, rất được thị trường ưa chuộng. Cua đồng là một trong những loài có giá trị kinh tế, tuy nhiên nguồn cua giống chủ yếu dựa vào khai thác từ tự nhiên, cho nên không chủ động và tỷ lệ sống đạt thấp, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình nuôi cua đồng thương phẩm. Và để tạo nguồn cua chủ động và chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng Vật nuôi thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai mô hình nuôi cua đồng sinh sản và ương dưỡng cua con với nhiều triển vọng. Mô hình được triển khai trên diện tích 300m², gồm 22 bể, được làm bằng khung thép lót bạc tại hộ anh Ngô Hà Phương ở thôn Đông Nam, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh. Trên bể nuôi được lắp đặt hệ thống ống nhựa để cấp nước vào bể bằng hình thức phun mưa. Khi mở hệ thống cấp nước bằng đường ống nhựa lắp phía bên trên bể, đồng thời tháo hệ thống ống xả phía dưới giúp thải thức ăn dư thừa, chất cặn, bẩn. Đến nay, mô hình đã cho thu hoạch 2 đợt cua giống. Trong cái quá trình mà mình cũng đang thử nghiệm thì cũng là có một phần mình vừa học hỏi, vừa đúc kết ra được cái kinh nghiệm để mà mình sau này có thể là cho được hiệu quả hơn. Phải tìm kiếm những kỹ thuật để mà thay đổi lại cái phong cách của con cua đồng. Vì cái con cua đồng thì nó là sống ở cái bản năng là tự nhiên là chính. Giờ đấy mình đưa vào nuôi trong cái bể này thì cần cũng phải một thời gian để cho nó thích hợp. Để nuôi cua sinh sản thành công, ngoài hệ thống nuôi thì cần lựa chọn cua bố mẹ đạt chuẩn. Quá trình nuôi cần chăm sóc theo dõi, điều chỉnh thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cua. Sau 2 tháng, cua mẹ ôm trứng và sau 4 tháng cho thu hoạch cua con. Đối với cái nuôi cua đồng sinh sản á, thì mình cần lưu ý một số điểm như này. Cái môi trường nuôi á, là phải khống chế được các cái yếu tố về pH nước, rồi là cái độ sạch của nước, rồi là phải có cái đặc biệt là phải cho beo hoặc là cái giá thể để làm nơi trú ẩn cho cua khi cua lột xác. Thì đó là một số lưu ý. Và hai nữa là trong quá trình sinh sản thì phải thường xuyên là theo dõi, rồi quá trình giáo phối, rồi đến quá trình ốm trứng, ốm con để tách ra từng bể để cho đẻ từng lứa và phân loại cái cua con theo từng lứa để ương dưỡng để nó mới đạt được hiệu quả cao. Nuôi cua đồng sinh sản và ươm dưỡng cua con là mô hình thử nghiệm đầu tiên tại Hà Tĩnh. Thành công của mô hình không chỉ đáp ứng nguồn cung về con giống, phục vụ nuôi cua đồng thương phẩm mà còn mở ra một hướng đi mới cho nghề chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Về giá cả nông sản, tại Đồng Nai, vào mùa nắng nóng thì thanh long là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tỉnh này. Tuy nhiên khi vào mùa mưa thì thanh long lại rớt giá. Việc tìm giải pháp để đầu ra của mặt hàng này được ổn định là mong muốn của người trồng cũng như của địa phương. Hiện thanh long đang vào chính vụ thu hoạch. Sản lượng thanh long cho thu hoạch tăng cao hơn rất nhiều so với những tháng mùa nắng trong năm. Đây cũng là mùa mà nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, cho thu hoạch loại trái cây này. Vì vậy giá thanh long giảm mạnh, đặc biệt là thanh long ruột đỏ. Hiện thanh long ruột đỏ trên địa bàn tỉnh được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 5 đến 6.000 đồng một ký, giảm khoảng 2.000 đồng một ký so với tháng trước đó và giảm khoảng 5.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Cái tiềm năng của thanh long vùng này thì nói chung là rất tốt. Quả đẹp, quả to. Nói chung thương lái với xuất khẩu thì được rất nhiều khách hàng ưa thích. Nhưng vì nó cũng có cái mùa vụ, thì thanh long thì bây giờ là coi là bên Trung Quốc người ta cũng trồng nhiều. Cho nên đến cái mùa mà bên Trung Quốc có thì bên mình nó bị sập giá. Nguồn cung dồi dào là nguyên nhân chính khiến thanh long có giá rẻ hơn nhiều lần so với những tháng mà người trồng phải thắp đèn làm nghịch vụ. Ngoài ra, mùa mưa, tỷ lệ trái thanh long đạt chuẩn xuất khẩu cũng đạt thấp hơn so với những tháng mùa nắng.
Hiện nay, ngoài xuất bán trái tươi thì việc chế biến ra những sản phẩm từ thanh long là điều mà người trồng cũng như địa phương mong muốn để đầu ra cho nông sản này được đảm bảo. Để đảm bảo cái nông nghiệp thì cũng trao đổi với các hộ, các trang trại tiếp tục là áp dụng các phương thức khoa học kỹ thuật vào cái việc trồng trọt. Và bên cạnh đó thì địa phương cũng sẽ quan tâm và sẽ cùng đồng hành với các trang trại để tiến tới đề xuất hình thành các cơ sở kho bãi lưu trữ và để hoặc là các cơ sở chế biến sâu để mang lại giá trị cao nhất. Mặc dù thời gian qua giá cả không ổn định, nhưng so với nhiều loại cây trồng khác thì thanh long vẫn mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Đồng Nai. Việc hình thành nhà máy chế biến sâu để đảm bảo đầu ra cho thanh long sẽ giúp loại cây trồng này phát triển bền vững, người dân yên tâm canh tác, phát triển kinh tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, thì việc triển khai xác thực sinh trắc học từ các ngân hàng là giải pháp an toàn và góp phần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này. Tuy nhiên, lợi dụng việc người dân có nhu cầu xác thực sinh trắc học, những đối tượng lừa đảo đã sử dụng các thủ đoạn như là mạo danh nhân viên ngân hàng, liên hệ với người dân để hỗ trợ xác thực sinh trắc học, sau đó chiếm đoạt tiền và nhiều mục đích khác. Để thấy rõ hơn về thủ đoạn này, mời quý vị cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Làm việc trong lĩnh vực du lịch, chị Thu Uyên thường xuyên chuyển khoản giao dịch với đối tác số tiền trên 10 triệu đồng. Do đó, việc xác thực sinh trắc học ngân hàng đảm bảo an toàn bảo mật tài khoản với chị là rất quan trọng. Được sự hỗ trợ của nhân viên ngân hàng, ba bước đối chiếu xác thực thông tin diễn ra một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đang làm việc trong ngành du lịch cho nên là hàng ngày phát sinh rất là nhiều cái giao dịch trên 10 triệu. Thậm chí là tới 50 triệu, 100 triệu mỗi ngày, nên là cái việc đăng ký nhân trắc học của nó rất là quan trọng. Tại vì bình thường khi mà sử dụng vân tay hoặc là Face ID thôi thì em cảm thấy là nó chưa an toàn. Tại vì cũng có nhiều trường hợp là người ta lại đánh cắp ảnh hoặc là dùng AI để mạo danh mình để chuyển tiền, cho nên là em cũng khá là hoang mang. Nhưng mà nhờ vào cái việc mà xác thực nhân trắc học thông qua camera và mặt chỉnh của mình thì em cảm giác là cái bảo mật thông tin của mình sẽ được an toàn hơn. Không chỉ riêng với chị Thu Quyên, việc xác thực sinh trắc học đã và đang được nhiều người dân hưởng ứng. Và đây được coi là giải pháp hiệu quả, hạn chế tối đa được các rủi ro. So với trước đây thì tôi cảm thấy là cái này là an toàn hơn. Với lại là dễ cảnh giác, đề cao cảnh giác những cái vụ mà lừa đảo. Cái bước của hắn cũng là nhanh gọn. Thay vì trước đây chúng ta thực hiện cái việc là xác thực đối với các cái giao dịch chuyển tiền của các cái ngân hàng bằng các cái biện pháp truyền thống như là nhập mật khẩu hoặc là các cái mã xác thực một lớp, tức là OTP, thì bây giờ chúng ta xác thực bằng sinh trắc. Thì qua cái việc sinh xác thực bằng sinh trắc này thì nó giúp cho các ngân hàng cũng như các cơ sở kinh doanh, người ta xác định được là cái giao dịch nó có chính chủ hay không, và khi mà đối chiếu với lại cái dữ liệu của cái người thực hiện giao dịch, người chủ tài khoản với dữ liệu công dân của Bộ Công an, mà nếu nó không được khớp thì đương nhiên cái giao dịch này nó sẽ không thực hiện được. Việc xác thực sinh trắc học trong khi mà thực hiện các cái giao dịch chuyển tiền trực tuyến thì nó giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện cái công tác truy vết theo các cái giao dịch và người chủ tài khoản, người thực hiện tài khoản và người nhận thụ hưởng. Từ đó có phần làm rõ cái hành vi, đồng thời là giúp cho cơ quan chức năng có thể là tiến hành các cái biện pháp để thu hồi cái dòng tiền và hoàn trả cho người bị hại. Tuy nhiên, lợi dụng việc triển khai hình thức xác thực này, cái đối tượng lừa đảo đã có hành vi mạo danh là nhân viên các ngân hàng liên hệ với khách hàng với lời mời hỗ trợ xác thực sinh trắc học qua gọi điện, nhắn tin hoặc mạng xã hội. Sau đó bọn chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt hoặc thu thập thêm giọng nói, cử chỉ qua cuộc gọi. Thực tế là đã có không ít người dân gặp phải những thủ đoạn này. Để tránh sự lừa đảo trong quá trình xác thực sinh học, chúng tôi cho rằng là người dân cần hết sức cảnh giác. Mỗi khi nhận được những cái thông tin hay là những cú điện thoại
tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc là của quan chức năng đó để giúp hỗ trợ làm các thủ tục đó thì cần hết sức thận trọng. Tốt nhất là nên có một cái sự tạm hoãn và sau đó gọi điện lại cho cái nơi mà người đó nhân danh để xem có điều đó hay không. Chúng ta không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc tin nhắn. Ngân hàng thì không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhạy cảm như mã OTP, mật khẩu, số tài khoản hoặc là giọng nói, hình ảnh qua điện thoại hoặc tin nhắn. Thứ hai đó là kiểm tra thông tin người liên hệ. Nếu nhận được cuộc gọi hay hoặc tin nhắn tự xưng là nhân viên ngân hàng thì hãy kiểm tra lại thông tin bằng cách gọi điện trực tiếp với số online chính thức của ngân hàng. Nếu nghi ngờ mình là nạn nhân của kẻ lừa đảo thì hãy liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Không chỉ đề nghị người dân cung cấp thông tin nhạy cảm, các đối tượng còn đề nghị người dân tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ xác thực sinh trắc học trên điện thoại. Sau khi lấy được thông tin, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong các tài khoản ngân hàng và sử dụng thông tin này vào các mục đích xấu. Truy cập của các đường link lạ có thể khiến thiết bị nhiễm phần mềm mã độc hại. Từ đó, tin tặc có thể truy cập vào những thông tin nhạy cảm trên thiết bị của mình. Và thứ ba, đó là mất kiểm soát tài khoản ngân hàng. Các phần mềm độc hại có thể ghi lại thông tin đăng nhập, mật khẩu và từ đó tin tặc có thể truy cập và kiểm soát tài khoản ngân hàng. Trước thủ đoạn của các đối tượng xấu, cơ quan chức năng khuyến cáo việc xác thực sinh trắc học có thể thực hiện một cách dễ dàng. Người dân có thể tự thực hiện hoặc đến trực tiếp các ngân hàng, đồng thời cần tỉnh táo với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ việc xác thực này, tránh nguy cơ bị lừa đảo. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh, 5 công nhân thiệt mạng. Nhà kho chứa nhang trầm ở Khánh Hòa cháy lớn trong đêm. Bắt 3 đối tượng người nước ngoài giết tài xế cướp xe taxi tại Quảng Ngãi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty than Hòn Gai ở Quảng Ninh khiến 5 công nhân thiệt mạng xảy ra vào tối qua. Theo đó, khoảng hơn 22 giờ tối qua, tại hầm lò của công ty than Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có nhóm công nhân gồm 5 người đang trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự cố khiến cả 5 công nhân tử vong. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Một nhà xưởng rộng gần 2.000 m² tại khu công nghiệp Bình Phú, xã Mông Quá, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã bùng cháy trong đêm. Cụ thể, đám cháy bùng phát vào lúc hơn 21 giờ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Diễn. Doanh nghiệp này đã thuê lại một phần hạ tầng của công ty khác và chuyên sản xuất bao bì, có diện tích nhà xưởng khoảng gần 2.000 m². Ngay sau khi nhận được tin cháy, lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế đám cháy. Đến khoảng 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt. Rất may là không có thiệt hại về người và không cháy lan sang nhà xưởng khác. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản hiện đang được điều tra thống kê. Cũng trong đêm qua, một đám cháy bùng phát tại nhà kho của bà Quỳnh Thị Trinh ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió tương đối mạnh. Bên trong kho hàng chứa nhiều nguyên liệu được dùng làm nhang trầm như gỗ trầm, bột than, bột nhang, bột trầm, nhang trầm thành phẩm nên đám cháy bùng phát dữ dội. Lực lượng tại chỗ đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành, ngọn lửa tiếp tục cháy lớn. Nhận được tin báo, công an huyện Vạn Ninh cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường ứng cứu. Sau đó đám cháy được dập tắt, may mắn không có thiệt hại về người. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhà kho bị cháy có diện tích 300 m². Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang tiếp tục được điều tra. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề quy mô lớn trên địa bàn.
Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề, hoạt động tinh vi, có sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nơi ở và bắt giữ các đối tượng trong đường dây này, gồm Hoàng Thị Nga, Lê Thị Thanh Hà, Cô Thị Liên và Lê Giang Sơn, tất cả đều trú tại thành phố Hà Giang. Cơ quan công an xác định từ tháng 2 vừa qua đến nay, số tiền đường dây này giao dịch đánh bạc mỗi ngày là hơn 100 triệu đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên đến 18 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa di lý 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc gồm Hoan Jichen, 18 tuổi, Lu Shichun, 16 tuổi và Gan Jin, 17 tuổi về trại tạm giam công an tỉnh để điều tra xử lý theo quy định. Đây là 3 đối tượng đã giết tài xế để cướp xe taxi. Mới đây, lực lượng chức năng dừng một chiếc xe taxi biển số tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra. Trên xe là 3 người Trung Quốc. Tuy nhiên, người lái xe taxi đã tăng ga bỏ chạy. Khi chạy đến địa bàn phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Ninh, xe taxi gây ra vụ va chạm liên hoàn. 3 người trên xe taxi đã bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở để làm việc. Tại đây, 3 đối tượng khai nhận đã thuê tài xế xe taxi chở từ Quảng Ninh đi dọc quốc lộ 1 vào phía Nam. Khi đến tỉnh Quảng Ngãi, thì nhóm này giết và ném xác tài xế xuống ven quốc lộ 1 thuộc huyện Mộ Đức, rồi cướp xe taxi chạy ngược ra Bắc. Trên đường bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Nạn nhân là anh NVH, 47 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết tạp chí chuyên về kiến trúc của Mỹ vừa bình chọn 71 con đường đẹp nhất thế giới, trong đó có đường Trần Phú nằm ở trung tâm của phố cổ Hội An với vị trí thứ 45. Đường Trần Phú dài khoảng 1 km, rộng 5 m, bắt đầu từ chùa Cầu, một di tích biểu tượng của phố cổ Hội An, điểm đến cuối là chợ Hội An. Đường Trần Phú là khu vực tọa lạc nhiều di tích quan trọng cũng như các công trình kiến trúc đặc sắc của đô thị cổ đáng để du khách trải nghiệm khám phá. Tất cả đều nằm bên đường đánh số chẵn. Không chỉ là những kiến trúc cổ xưa, trên đường Trần Phú, người dân còn trồng rất nhiều hoa giấy nở quanh năm với màu hồng, đỏ, cam, trắng, khiến con đường càng thêm bừng sáng, là điểm check-in lý tưởng cho du khách. Gần đây, mũi Nghinh Phong ở thành phố biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp nơi đây. Mũi Nghinh Phong nằm trên đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu, là một dải đất nhô ra biển có địa thế đẹp, gần với nhiều bãi tắm nổi tiếng. Nơi này có vị trí tựa lưng vào núi nhỏ, núi Tao Phùng, mặt hướng ra biển, đón gió mát lành như chính tên gọi của địa danh Nghinh Phong. Cảnh sắc nơi đây lúc nào cũng đẹp, quanh năm luôn có điểm nhấn để du khách check-in. Đặc biệt, nhiều du khách khi đến đây đều thích thú với trải nghiệm tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng và chờ ngắm bình minh ló dạng. Khi chiều về, lúc hoàng hôn buông xuống cũng là khoảnh khắc được du khách chờ đợi để lưu lại những bức ảnh đẹp. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.